Chào các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Samsung Galaxy S7 phiên bản dành cho thị trường Việt Nam với cái mã là SM-Z935FD. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cập nhật lên cái phiên bản Android 7.0 NouveGate trên dòng sản phẩm S7 này, phiên bản cập nhật chính thức mà Samsung có gửi qua chúng ta thông qua đường cập nhật Origin chứ chưa có hỗ trợ thông qua OTA các bạn nhé. Rồi mình sẽ kiểm tra các bạn thấy cái phần mềm ở trên cái thiết bị này vẫn là phiên bản Android 6.0.1. Rồi, đây là những phiên bản Canon và phiên bản tạo của sản phẩm. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cập nhật cái lên phiên bản chính thức Android 7.0 qua phần mềm Mojin. Thì đầu tiên các bạn phải cần chú ý giúp mình là đối với trên dòng máy này, đầu tiên thì các bạn có thể là sạc pin trên máy này giúp mình trên 50%, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là trong máy này nếu mà các bạn có đang có những tài khoản gì bao gồm là Google hay là Samsung account hay là tài khoản Facebook gì đó thì các bạn thoát ra hết giúp mình, xóa hết tất cả các tài khoản đó. Thứ hai nữa là các bạn có đặt mật khẩu khóa màn hình bằng mã pin hay là vân tay thì các bạn tắt hết giúp mình. Thì nếu mà các bạn để những cái mật khẩu bảo mật này khi các bạn cập nhật vào Origin mà lên phiên bản mới thì nó có thể là nó bị lỗi dẫn đến tình trạng thiết bị của chúng ta có thể bị khóa luôn. Rồi đây là điều cần chú ý trên dòng máy SPEC khi chúng ta nâng cấp lên. Rồi riêng đối với máy tính thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị những vấn đề gì? Thứ nhất là bản Origin. Đây là cái bản Origin mình sẽ cung cấp cho các bạn dưới cái đường link. Rồi đây là cái phiên bản cập nhật dành cho dòng máy SPS ở thị trường Việt Nam với mã SMG935FD. Đây là Samsung driver. Nếu mà máy các bạn có driver đầy đủ rồi không cần cài đặt. Còn nếu mà chưa có thì cài đặt phiên bản driver này. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái phiên bản Origin này lên. Rồi sau đó là mở cái Origin này là phiên bản 3.12.4.4. Mở lên. Rồi chạy cái file thực thi này. Rồi thì lúc này giao diện Origin nó sẽ hiện thị lên. Thì đối với các bạn nào mà thường up ROM trên máy Samsung thì cái giao diện này nó khá là đơn giản. Các bạn nhìn rồi thì biết. Thì mình sẽ chọn lần lượt cái file BL chấm vào dẫn đến cái đường dẫn chứa cái file mà nó tải về. Ở trên đây là mình có sẵn rồi BL thì mình chọn vào file BL. Các bạn có thể nhìn ở trên đây thì các bạn sẽ chọn. Rồi mình chọn vào. Rồi nó sẽ load xong. Tiếp tục là chọn file AB. Rồi bấm vào AP. Rồi để nó load xong cái file AP các bạn nha. Rồi các bạn đợi cái máy nó sẽ load một tí, thấy nó đang bị đứng. Rồi khi máy đã load xong file AP rồi, chúng ta tiếp tục chọn tới file CP. Rồi ở đây cũng có, bấm vào. Rồi tiếp tục đợi cho máy mình nó lock. Rồi tiếp tục thì cái file quan trọng là cái file CS, chúng ta bấm vào đây. Thì trong đây nó sẽ có một cái file là home csc và csc olb. Thì đầu tiên các bạn muốn up Origin mà bắt cần giữ lại các dữ liệu ở trên máy thì các bạn chọn file home scs. Còn nếu mà các bạn muốn xóa sạch tất cả dữ liệu ở trên máy luôn thì các bạn chọn lên giúp mình cái file là scs này. Rồi bản chất mình thì mình chọn file home để mình giữ lại cái dữ liệu ở trong máy SPS của mình. Rồi các bạn chọn lên cái file home này nếu mà bạn muốn lại giữ lại dữ liệu. Rồi khi mà máy nó check có nghĩa là nó lock hết những cái tập tin trong cái Origin lên rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành là đưa cái S7 này về cái trạng thái download mode, là cái trạng thái dành cho để up vào Origin. Thì đầu tiên các bạn tắt nguồn giúp mình. Rồi power up. Tắt nguồn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ nhấn giữ giúp mình đồng thời hai phím nguồn home và phím giảm lượt, ba phím này cùng một lúc thật chặt, nguồn home giảm, nguồn home giảm. Rồi nhấn giữ đồng thời cùng một lúc thật chặt. Rồi nó xuất hiện cái giao diện này thì các bạn thả tay ra. Rồi ở trên cái giao diện này nó yêu cầu là bấm volume down để restart phone, có nghĩa là giảm âm lượng để khởi động lại máy, volume up để continue và nên tăng âm lượng. Phím tăng âm lượng này để và chế độ là dialog mode thì mình bấm tăng âm lượng. Rồi đây là hiện tại là máy nó hiện lên chế độ dialog mode. Ở trên đây nó sẽ có những cái dòng đây, các bạn chú ý nó up hết, đồng nghĩa việc là máy của mình nó không có tài khoản nào hết các bạn nha. Rồi cái mục FRB lock là cái Samsung
system á, nó lock hết, có nghĩa là cái tài khoản Google và tài khoản Samsung không có trên máy. Nếu mà các bạn thấy on thì các bạn nên dừng lại cho các bạn thoát cái tài khoản ra. Rồi bây giờ hiện tại thì tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái sợi cáp. Đây mình có một cái sợi cáp, rồi mình sẽ cắm trực tiếp lên cái máy này, cắm vào. Rồi đẩy xuống đây, rồi bắt đầu cái thiết bị này nó nhận driver. Rồi mình để đây các bạn thấy. Rồi khi mà máy nó nhận driver đầy đủ rồi, các bạn bấm start. Rồi đây start để bắt đầu chạy. Đây các bạn sẽ thấy cái giao diện ở bên cái Ozone nó sẽ bắt đầu nó chạy ở trên điện thoại của chúng ta luôn, nó cũng bắt đầu chạy phần trăm. Để mình sẽ quay cái điện thoại xuống cho các bạn thấy. Rồi trên Ozone nó đang chạy cái system đây các bạn có thấy, còn máy của chúng ta nó đang chạy cái phần trăm. Rồi các bạn cứ đợi cho máy chạy xong là được. Mình sẽ quay sát xuống cho các bạn dễ thấy hơn. Rồi các bạn sẽ thấy là hai cái máy của chúng ta đang chạy. Để quá trình này mất hơi lâu một tí thì các bạn cứ đợi cho máy nó chạy xong các bạn nha. Chủ yếu là cái mục system này nó sẽ chạy. Quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian nên các bạn cứ giữ máy ở trạng thái bình thường rồi chúng ta có thể làm gì đó cũng được. Máy nó đang ở trạng thái download mode, các bạn sẽ thấy. Thì các bạn tuyệt đối là không nên có thao tác gì động chạm tới cáp hoặc là máy tính. Thì nếu mà cáp chúng ta có bị, có nghĩa là không còn kết nối được với điện thoại nữa thì dẫn đến điện thoại chúng ta sẽ bị chết nguồn hoặc là chết chip. Rồi cái này là máy chạy gần xong rồi các bạn nha. Các bạn thấy cái này nó chạy chỉ còn một tí nữa thôi. Máy ở cái điện thoại của mình nó chạy cũng gần xong rồi. Rồi máy mình nó đang hoàn thành những cái giai đoạn cuối. Rồi bắt đầu máy nó reset lại, các bạn cứ giữ nguyên để cho máy mình nó tự động nó chạy hết. Rồi nó đang chạy phần trăm. Rồi máy nó mình đang lên. Các bạn cứ để cho máy mình nó chạy các bạn nhé. Rồi ở đây hiện tại thì cái trên Ozone nó chuyển qua bass rồi, các bạn đợi một tí nữa. Đây, các bạn thấy nó đã chạy xong rồi, nó báo là switch the pool. Rồi khi mà các bạn thấy cái phía dưới đây cái chữ này nó đã báo thành công rồi thì có nghĩa là các bạn đã up qua cái Ozone thành công. Bây giờ đợi chúng ta là máy chúng ta khởi động lại rồi mình sử dụng thôi. Rồi bây giờ hiện tại là mình sẽ cầm cái S7 lên. Đợi cho thiết bị này. Rồi, nó báo đã cài đặt xong. Mình sẽ rút cái sợi cáp này ra. Rồi, nó
báo là Android đang nâng cấp. Các bạn có thể đợi trong quá trình nâng cấp một tí nữa. Đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cập nhật cái lên phiên bản Android 7 chấm. Rồi, mình sẽ kiểm tra cho các bạn thấy. Vào trong mục menu cài đặt. Rồi cái giao diện nó sẽ khác hoàn toàn với giao diện Android 6 chấm. Đây, các bạn sẽ thấy. Mình để. Rồi. Rồi đây. Thông tin thiết bị. Rồi, vẫn là cái mã sản phẩm. Rồi mình bấm vào thông tin phần mềm. Rồi, các bạn sẽ thấy đây là phiên bản Android 7.0 với cái phiên bản chính thức của Samsung dành cho thị trường Việt Nam thông qua mình cập nhật Ozin. Rồi đây, cái giao diện nó sẽ khác hoàn toàn với cái phiên bản nền tảng Android 6.0 của chúng ta. Đây, các bạn sẽ thấy thiết bị vẫn là cái dòng sản phẩm mã là SM-G935FD, thông tin phần mềm Android 7.0. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái quá trình cập nhật cái sản phẩm Samsung Galaxy S7 phiên bản dành cho thị trường Việt Nam, nâng cấp lên phiên bản Android 7.0. Những cái phần mềm giống như là Ozin hay là những cái file để cho mình flash rồi Ozin hoặc là driver thì mình sẽ cung cấp dưới cái đoạn video clip này. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì đó thì có thể là comment ở bên dưới video clip, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất. Và nếu thấy cái video clip hữu ích thì có thể là like, subscribe giúp mình, ủng hộ kênh của mình giúp mình. Cảm ơn các bạn theo dõi video clip.